Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với series tiếp theo của mình nhá. Ngày nay thì mình đến đây thì mình sẽ chia sẻ cho em một cái thủ thuật bắt cầu của môn sport trên con tí season nửa này. Đây thì mình sẽ mang đây là 39 củ rưỡi gọi là 40 củ đây. Thì anh em xem được những thủ thuật và những cách bắt cầu của mình ở trên bộ môn bò trên con tí season nửa chơi này như thế nào. Thì trước tiên thì mình phải xoay qua cái cầu kèo đã. Thì hiện tại thì cầu đang là cầu 11, cầu trước là 1 2 3 4 5, cầu sau là 1 2 3 4 5 đủ rồi, 5 xuống 1 4. Cầu 633, cầu này có thể đánh cầu tài. đầu tiên thì cứ làm phát rưỡi để thăm dò cầu xem nó ra làm sao bắt mỗi hai cái vị thôi vị sáu và vị uh, tay đấy thế cùng mình uh, xem cái kết quả này cùng mình xem cái phương pháp này sẽ có chuẩn chỉ rực rỡ hay không nhá link của cái con TDC thế nửa chơi thì mình luôn kim luôn để cho anh em ở dưới cái phần mô tả anh em đánh vào anh chơi ở với Linh. ok tuyệt vời rồi đấy anh em thấy chưa đẳng cấp ăn được tay đầu tiên đấy nhá rồi tiếp tục tiếp tục nhẹ nhàng này nhẹ nhàng như lại xe hàng bằng uh, với những cái phương pháp và những cái tiếp theo nào à, uh, xem cái cầu tiếp đó là cầu gì 643 643 cầu này tiếp khả năng cực tiếp về cầu tài khả năng rất là cao cầu này vẫn cứ đứng cầu tài nha đấy vẫn cứ đứng cầu tài rồi ok anh em em cùng xem có đúng hay không nhá đấy với những cái phương pháp với cái đánh giản đơn nhất hiệu quả nhất thì anh em hãy cùng chờ mình cùng đợi xem nó có đúng bằng với những cái cách của mình đang chia sẻ với những cái thủ thuật và những cách đánh ở trên cộng môn xích bò trên con tc trên không cái thủ thuật và cách đánh cầu này cực kỳ đơn giản nhá đấy dễ chơi nhẹ nhàng không khó nhá yeah. rồi kết quả kết quả đây anh em ơi xem có đúng với những gì mình chia sẻ với anh em không nhá yeah. đây em cùng xem nào nhưng mà mình nghĩ mình tin chắc với những cái phương pháp của mình và với những cái cách của mình thì chắc chắn chuẩn bị chuẩn đét đèn đẹp, đẹp, đẹp luôn cái những dạng cầu kiểu dị ăn kiểu dị nợ bởi vì là những cái thủ thuật ở trên cái bộ môn à, ở trên cái bộ môn à, thích bo này thì khẳng định là luôn lời và luôn đãi em thấy chưa Đấy ăn được vị là 64, ăn được vị 12, ăn được vị 6 và ăn tải. Đấy. Có phải là đơn giản và giản đơn và hiệu quả không? Đúng chứ anh em. Đấy, đẳng cấp. Đẳng cấp thì nó bãi cứ hàng cấp thôi anh em nhá. Rồi tiếp tục xoay qua cầu kèo. Rồi cầu trước là cầu 3, cầu sau là cầu 3. Ok bằng cầu, cắt cầu 642, cầu là thêm một rồi một cầu nữa. Từ này không đánh to, anh củ dưới. Đánh ví 64 à, uh, 64 à, uh, tiếp tục 64 54 65 rồi ba vị. Không anh gì nữa, đánh uh, ba cái, ba củ 4 củ rưỡi, đánh thế thôi anh em ạ nhá bởi vì là cái cầu này mình đã xuất hiện một cái dạng cầu nghịch nên là xuất hiện một cái dạng cầu nghịch thì mình đánh nhỏ nhắn xinh xắn còn khi nào mà chuẩn chỉ cầu chuẩn đét đẹp thì lúc đấy thì mình sẽ đánh căng đét đẹp luôn còn không thì mình đánh thì bao giờ mình phải là lựa chọn về những cái đường hậu đằng sau anh em nhé đấy thì vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em về những cái thu thuật và những cái bắt cầu của môn xích bò trên con TC thì đường chơi này rồi đây anh em cùng xem đây xem nó kết quả như nào rồi 553 đấy vậy là có một vậy là chỉ có mỗi vị à, tài thôi còn nó có vị à, số 6 không có đấy rồi không sao bình thường mà bình thường em ạ bình thường đi nha yeah. tiếp 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 rồi. tiếp này trực tiếp này tài này đánh tài căng lên này thế thôi đấy bởi vì hiện tại thì bây giờ thì mình vẫn đang có lãi và mình bây giờ thì mình vẫn đang có lời mà đấy nên là khi mà đánh và khi mình chơi thì mình cứ cầu kèo như thế nào thì mình đánh cho nó chuẩn xác thôi rồi ok xem nào đấy cái vị của nó xuất hiện cái vị 553 thường thường cái vị 553 còn còn xuất hiện của nó vị là 552 đây anh em ạ 552 đấy nên là anh em phải hiểu được là cái thủ thuật và cái thuật toán của nó khi mà hiểu được thủ thuật thuật toán của nó thì chắc chắn khẳng định đối với tất cả anh em của Zubac là anh em sẽ phải thắng anh em sẽ phải giữ giữa được ở trên cái bộ môn ở trên con TC thì được chơi rồi, cùng xem kết quả xem nó có đúng với những gì mình chia sẻ hay không. Đúng với những phương pháp không? Anh em thấy chưa? 64, đấy, ăn được vị 64, ăn, ăn được vị 6 và ăn được vị tài. Đấy, đơn giản không? Đấy. Ăn ngay thì hiểu cái thủ thuật thì đánh kiểu gì chả ăn hiểu thủ thuật được đánh kiểu gì cũng dễ, đúng chưa? Đấy. Chỉ sợ khi mà anh em chơi anh em không hiểu được thủ thuật của nó thì anh em đánh mới gọi là khó thôi. Còn đã hiểu được cầu kèo rồi, đã hiểu phương pháp rồi thì chắc chắn khẳng định luôn. Với tất cả anh chị em là rực rỡ là ok là chuẩn chỉ rồi nhá yeah. rồi Linh của cái con uh, tdc thì lựa chơi này thì mình ghim cho anh em ở uh, dưới cái phần mưu tả nhá anh em là đánh và anh em là chơi ấn vào Linh còn mình thì bây giờ thì mình uh, sẽ bỏ qua tay này mình sẽ không đánh nhà cầu này nữa mình không đánh được vị này nữa bởi vì làm sao cái cầu này vị này mình thấy có vị xuất hiện cái vị 641 thường thường cái vị 641 này hay nhảy về sực xỉu nhưng mà đây hiện tại nó đang nằm ở cái cầu uh, bệt là uh, có bệt tài đây là những dạng cầu này thì mình sẽ nên phải làm sao mình phải hạn chế nhá nếu mà đánh cũng không chưa chắc đã gọi là chuẩn xác đây là dạng cầu mà cảm thấy là 50 50 là mình bỏ qua em thấy cho chuẩn chị chưa đấy chuẩn chỉ chưa đúng không đấy rồi ok à, bây giờ thì xem cái cầu tiếp theo ra 1247 thì cầu này đương nhiên tiếp tục đánh vào cái cầu tải vị 6 ok cũng dưới, cực dưới đánh thế thôi hiện tại bây giờ thì mình đang lời mà mình vẫn đang có lời và mình đã có lãi thì mình nên đánh nhỏ đang xin xắn đánh vừa thôi chứ mình không đánh căng là cái gì cả nhá bởi vì cái cầu kèo thì anh em cũng hiểu là về cái cầu nó thuận lúc rất là rất là thuận nhưng mà khi nó đã nghịch rồi thì nghịch rất là dài đấy nên là khi mà anh em chơi và khi em đánh được ở trên cầu U này thì anh em hãy nhớ vào một điều là nếu mà mình đã giữ được vốn rồi thì mình nên giữ nhá nên giữ nên tôn trọng những cái gì mà mình đang có đấy bởi vì hiện tại giờ mình đang lãi em thấy chưa tôi muốn bắt đầu mang vào hiện tại nên được là sáu mức cũ rồi lãi khớ là ok rồi đấy ok chưa tuyệt vời chưa đã cấp chưa đấy rồi ok để xem tiếng tiếp theo xem là cầu gì nhá đây xem cầu này xem là cầu gì xỉu đấy vẫn là xỉu bốn một rồi ok nếu như mà giống cầu xỉu như thế thì uh, thì nếu như thế thì cái dạng cầu xỉu này xuất hiện vị một thì khả năng cao đánh mỗi vị một thôi đánh mỗi vị một thôi nha đấy không cần phải đánh nhiều nha bạn bởi vì nó xuất hiện một cái vị một và đây là cái thủ thuật và cách đánh ở trên cộng bốn bo ở trên con tdc thì là chơi đáng để anh em có thể là theo mình có thể đánh theo những cái cầu kèo đấy có thể đánh theo những cái phương pháp đó để luôn có những kết quả rực rỡ và ok nhá Linh link thì mình luôn để cho anh em ở dưới cái phần miêu tả anh em vào đánh và anh em là chơi thì ấn vào link mình luôn chia sẻ cho anh em những cái mẹo chia sẻ cho anh em những cái cách ok nhất rực rỡ nhất nhá rồi đây tiếp tục tiếp tục xem cầu này có phải là ra vị một không đấy sáu một một bốn một một cầu này là có gì chuẩn xác vị một anh em thấy chưa mình đã bắt cầu đã bắt theo những thủ thuật thì chắc chắn nên là ăn rồi đấy nhẹ nhàng nên 65 củ đẳng cấp anh em đấy cần gì phải đánh đau to búa lớn làm cái gì cả nó hiểu được cầu hiểu được kèo hiểu được vị hiểu được phương pháp để đánh là ăn thôi ok rồi thì vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho em về cái thủ thuật và cách bắt cầu ở trên cộng vốn xích bo thì em cũng thấy được là ăn rồi bạn thấy được rực rồi đây với cái số vốn ban đầu mình vào hiện tại đây là bao nhiêu 65 củ khoai em cảm thấy thế nào tuyệt vời chưa ok chưa chuẩn chữ chưa và thực sự nhá rồi ok và giữa rồi thì à, cái uh, link của cái con TDC thế nửa chơi này thì mình ghim cho anh em ở dưới cái phần mô tả anh em nhé anh em nào đánh và anh em là chơi ấn vào link rồi ok thì bây giờ thì mình à, sẽ xin phép tất cả chị em mình có lãi có lời thì mình sẽ kết thúc và chơi lãi đây nhá ok à, uh, 65 củ khoai xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé